Lời Chúa theo Thánh Gioan, chương 21, câu 20 đến 25. Khi ấy, ông Phêrô quay lại thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo sau. Ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa thầy, ai là kẻ nộp thầy?" Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, còn anh này thì sao?" Đức Giêsu đáp: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo thầy." Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giêsu đã không nói với ông Phêrô là anh ấy sẽ không chết, mà chỉ nói: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh?" Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. Quý vị và các bạn thân mến, thế giới mà chúng ta đang sống có trên 7 tỷ người, nhưng không ai trùng lập với ai, không ai là chiếc bóng của ai. Mỗi người đều có một cuộc sống, một ơn gọi rất riêng. Vì thế, chúng ta cần biết ý định của Chúa về mỗi người để chúng ta biết cảm tạ, cộng tác với ơn Chúa và làm cho đời mình trở thành ơn phúc cho mọi người. Phần con, cứ theo thầy. Đó là một lời mời gọi đầy thách thức riêng đối với Thánh Phêrô và cho tất cả những ai muốn theo người. Lời mời gọi không hứa hẹn ngon ngọt, nhưng chỉ là gai góc, khổ đau. Và khi đã chấp nhận theo người, thì cũng đòi hỏi kẻ theo Chúa tuyệt đối trung thành với con đường người đã vạch ra cho mỗi người. Mỗi người có con đường riêng của mình. Có thể con đường họ đang đi gập ghềnh sỏi đá, và con đường của người bên cạnh lại yên vui phủ đầy bóng mát. Tuy nhiên, trong cuộc sống mỗi người có những khả năng khác nhau, những hoàn cảnh khác nhau. Vì thế, chúng ta hãy nhận ra thế mạnh của mình để bù đắp cho người khác khi mình có khả năng hơn họ, và cũng khiêm tốn nhận sự bù đắp từ người khác có khả năng hơn mình trong những lĩnh vực mà mình thiếu. Hơn nữa, dù mỗi người có ơn gọi riêng và có những công việc khác nhau, nhưng chúng ta được mời gọi chung một sứ mạng là làm chứng cho tin mừng, để nhờ từng nét đẹp của mỗi người mà góp phần vào chương trình chung của giáo hội, là tiếp nối sứ mạng, đem ơn cứu độ đến cho muôn dân. Hãy chu toàn nhiệm vụ của mình cho thật tốt, là chúng ta đã góp phần làm cho danh Cha cả sáng giữa trần gian. Lạy Chúa, bước đường theo Chúa thường đầy gian khổ, và không ít lần chúng con đã dừng lại bâng quơ nghĩ ngợi và ghen tị so sánh với người khác. Xin cho chúng con biết chấp nhận và can đảm tiến bước theo Chúa, ngõ hầu mong đạt đến đích điểm vinh quang mà Chúa đang dành để cho chúng con đến lãnh nhận.